chào quý vị, các bạn và các em nhỏ đang đến với tạp chí Tuổi Hoa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Các em thân mến, nhằm giúp các bé có thêm hiểu biết, kiến thức về lịch sử quê hương Quảng Trị, có cơ hội được tham quan trải nghiệm thực tế. Vừa qua, trường mầm non Tuổi Hồng ở thành phố Đông Hà đã có một buổi dã ngoại thú vị cho các bé đi tham quan tại nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và thành cổ Quảng Trị. Mời các em cùng theo chân các bé trường mầm non Tuổi Hồng nhé. Chuyến hành trình của cô và trò trường mầm non Tuổi Hồng bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút sáng. Nhưng các bạn nhỏ đã đến từ rất sớm với áo quần gọn gàng, tươm tất. Khuôn mặt ai cũng rạng lên niềm vui sướng, hồ hởi và phấn khích. Đến với thành cổ Quảng Trị, các bé đã đến dâng hương đài tưởng niệm liệt sĩ hy sinh ở thành cổ, được xây dựng ở vị trí trung tâm. Tượng đài hình tròn tượng trưng một nấm mồ chung cho những người đã mất. Đến bảo tàng thành cổ Quảng Trị, các bé được giới thiệu về cuộc chiến 81 ngày đêm giữ thành đầy khốc liệt trong lịch sử dân tộc. Với lời giải thích và giới thiệu của cô khi đến từng hiện vật lịch sử, các bé đã vô cùng bất ngờ, thích thú khi hiểu biết thêm nhiều điều bổ ích trong công cuộc đấu tranh giữ nước của dân tộc. Tại nhà lưu niệm cổ Tổng Bí thư Lê Duẩn, sau khi dâng hương tại phòng thờ cổ Tổng Bí thư, các bé được nghe giới thiệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của người. Lần đầu tiên được nhà trường tổ chức đi tham quan thực tế, nên bé nào cũng rất hào hứng. Ai cũng chăm chú nghe lời giới thiệu của cô thuyết minh. Hôm nay cô đưa bạn con đến nhà Bí thư Lê Duẩn. Con thấy tượng của bạn Lê Duẩn. Con rất thích chuyến đi như thế này. Sau chuyến đi này, cháu cảm thấy rất vui, thú vị. Cháu mong muốn có nhiều chuyến đi như thế này nữa. Nhà trường tổ chức cho các cháu đi tham quan hai địa điểm. Đó là nhà cổ Tổng Bí thư Lê Duẩn và thành cổ Quảng Trị, để giúp cho các cháu hiểu được là muốn có một ngày Tết vui vẻ, hạnh phúc, sum vầy như ngày hôm nay là tất cả phải nhờ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Sau chuyến đi lần này, các bé có thêm trải nghiệm nhằm hiểu hơn về lịch sử, về các nhân vật lịch sử, giúp bé biết được những gian khổ hy sinh của cha ông trong công cuộc đấu tranh giữ nước hào hùng. Rất nhiều điều mới mẻ được khám phá, từ đó giúp bé thêm yêu, thêm tự hào về cội nguồn dân tộc, biết trân trọng, yêu quý hòa bình, biết ơn các anh hùng dân tộc đã ngã xuống giữ nước cho các bé có một cuộc sống ấm no trong nền hòa bình, hạnh phúc. Các em thân mến, gương mặt Tuổi Hoa tuần này, các anh chị sẽ giới thiệu đến các em về bạn Hoàng Đức Vĩ, học sinh lớp 5A trường Tiểu học Đông Giang, thành phố Đông Hà. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng bạn luôn là học sinh hoàn thành xuất sắc 5 năm liền. Chúng mình cùng đến với tấm gương sáng này nhé! Là con út trong một gia đình có hoàn cảnh tương đối khó khăn, bố bị bệnh qua đời sớm, mẹ Đức Vĩ một mình tần tảo lo cho gia đình. Thế nhưng, Đức Vĩ vẫn luôn nỗ lực để trở thành một người con ngoan, trò giỏi, làm chỗ dựa cho mẹ của mình. Trong những năm học vừa qua, bạn Hoàng Đức Vĩ luôn đạt danh hiệu học sinh hoàn thành xuất sắc, được các thầy cô giáo và bạn bè yêu thương, quý mến. Ở lớp, Đức Vĩ luôn nỗ lực học tập tốt. Bên cạnh đó, luôn là người đôn đốc, giúp đỡ các bạn trong lớp học tập tiến bộ. Trong các giờ nghỉ giải lao, em luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn trong lớp giải các bài tập khó, hướng dẫn các bạn có học lực yếu làm bài tập về nhà. Em thấy bạn Vĩ là một người tốt bụng, luôn giúp đỡ bạn bè, là liên đội trưởng của trường, bà luôn làm tốt nhiệm vụ của mình. Em chơi với bạn Vĩ từ rất là nhỏ, nên em biết rằng bạn Vĩ là một người thật thà, tốt bụng. Bạn ấy luôn hòa đồng với mọi người, bạn ấy học chăm, học giỏi. Còn ở lớp, nếu có bài nào em chưa hiểu, thì em luôn được bạn Vĩ giúp đỡ rất tận tình. Bạn Vĩ là một bạn học sinh gương mẫu, luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến. Mặc dù hoàn cảnh của bạn khó khăn, nhưng bạn vẫn cố gắng vươn lên học tập. Những bài nào em chưa làm được là bạn luôn giúp đỡ cho em rất tận tình. Những bài nào em làm ở nhà, buổi sáng em đến sớm để giúp như bạn giúp đỡ em. Bạn Vĩ là một tấm gương đi, em nói theo.
Không chỉ đạt nhiều thành tích cao trong học tập, Hoàng Đức Vĩ còn là đội viên xuất sắc đi đầu trong các hoạt động. Là một liên đội trưởng có nhiều thành tích trong phong trào đội của nhà trường, một người có năng lực chỉ huy, luôn được các thầy cô giáo và các bạn học sinh trong trường tin yêu, quý mến. Đồng thời, em còn là sợi dây gắn kết các bạn đội viên lại với nhau thông qua các hoạt động của từng nhóm, từng câu lạc bộ. Với Đức Vĩ, hoạt động đội đã giúp em thư giãn hơn sau những giờ học căng thẳng và giúp em rèn luyện bản thân, nâng cao kỹ năng sống, chăm chỉ học giỏi, năng nổ trong các hoạt động. Nhưng em cũng rất khiêm tốn, lễ phép với thầy cô, hòa nhã, cởi mở và hay giúp đỡ bạn bè. Theo em, thì sự cân bằng của việc học và việc tham gia các hoạt động của đội là điều rất là quan trọng. Em là cách của em là em thường chú trọng phân bổ quản lý thời gian. Em là thường là lập danh sách những việc cần làm trong ngày, lập thời gian biểu cho tuần. Em thường tranh thủ sau những giờ giải lao cuối tuần thì em tổ chức những buổi học nhóm cùng với các bạn có 5-6 bạn nào đó, là bọn chúng em cùng học chung để trao đổi lại các kiến thức. Có thể nói là em vì trong lớp học thì là một học sinh mà rất được thầy cô và bạn bè yêu mến, sống rất là tình cảm, nội tâm và hòa đồng lạc quan với mọi người. Hầu như là cả lớp ai cũng lấy Vĩ làm tấm gương để mà cố gắng học tập theo. Ngoan ngoãn, có thành tích học tập đáng nể, lại sống chan hòa yêu thương, Đức Vĩ luôn là tấm gương sáng của các bạn trong lớp, trong trường noi theo. Liên đội trưởng gương mẫu xuất sắc này là tấm gương sáng trong học tập và công tác đội, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Chị Quyến xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chị rất vui khi lại đồng hành cùng các bạn trong chuyên mục tạp chí Tuổi Hoa. Đến với chuyên mục hôm nay, chị sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm đồ treo cửa hoặc treo ở bức tường của các bạn. Và bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm. Những nguyên vật liệu cần thiết mình sẽ có giấy bìa cứng màu hồng và giấy bìa cứng màu xanh, kéo, có giấy, có hạt cơm màu hồng, màu vàng và màu trắng cùng với màu đen. Ngoài ra mình phải cần có kéo bắn súng, kéo hai mặt và thước. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước để làm. Đầu tiên mình sẽ dùng giấy màu hồng, mình sẽ gấp đôi tờ giấy màu hồng lại, sau đó cắt ra. Bạn gấp cho chị theo hướng hình tam giác. Mình sẽ cắt bỏ phần ở dưới. Tiếp theo mình sẽ cắt đôi hình tam giác này ra. Thế là mình được hai hình tam giác cho hai sản phẩm chị sắp làm. Từ hình tam giác này các bạn gấp theo chị theo hình cánh quạt. Thế là chị đã gấp xong một hình tam giác. Bây giờ bước tiếp theo các bạn gấp đôi cái này lại cho chị. Khi mình cố định được hai cạnh này lại với nhau thì mình sẽ dùng băng keo hai mặt. Thế là chị đã hoàn thành xong một cạnh của bông hoa. Các bạn làm cho chị 8 cạnh như thế này thì mình sẽ tạo thành được một bông hoa để các bạn ạ. Bây giờ các bạn dùng tờ giấy màu xanh để làm nhụy hoa. Nhụy hoa có chiều ngang là 8cm và chiều dài là 20cm. Bây giờ các bạn gấp như hình tam giác lúc này. Tương tự như hình tam giác, bây giờ mình gấp cái này thành một hình tròn và sử dụng một sợi dây để buộc chặt cái này lại. Tiếp tục mình sẽ dùng keo hai mặt để dán hai cái này bị kín lại với nhau. Như vậy mình đã tạo thành được một hình tròn. Với hình tam giác mình tạo được thành cánh hoa, còn hình tròn mình sẽ tạo thành nhụy hoa. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm điểm vào nhụy hoa và cánh hoa thêm phần sinh động. Bước tiếp theo mình sẽ dùng cây bắn súng và đính những hạt xung quanh ở nhụy hoa này.
chị vừa định cho các những hạt màu trắng và màu đen. Tiếp theo mình sẽ định hạt cho cánh hoa. Bước tiếp theo mình sẽ dùng một tờ bìa cứng vẽ một hình tròn và mình sẽ đặt màu hồng để làm đế của nhụy hoa và cánh hoa. Tiếp theo mình sẽ vẽ ở trong này 8 cánh. Và 8 hình như thế này thì tương ứng với 8 cánh hoa. Bây giờ mình sẽ dán nhụy hoa vào ở giữa hình này. Như vậy chị đã gắn xong 8 cánh của bông hoa này. Bước tiếp theo mình sẽ dùng giấy để xấu hạt và làm cánh của bông hoa này. Sau khi xấu hạt thì các bạn định vào cho chị thêm một cánh hoa như thế này. Lần lượt các bạn làm cho chị nắm cả như thế này. Bước tiếp theo mình sẽ gắn những cánh này ở dưới. Để sản phẩm này có chỗ đứng thì bây giờ mình sẽ làm một cái móc. Chị đã hướng dẫn cho các bạn xong cách làm đồ treo tường hoặc là treo cửa rất là sinh động và đáng yêu phải không các bạn? Còn chân chơi chị nữa, nhấn tay làm cho mình một đồ để treo trong ngôi nhà của mình và trong căn phòng nhỏ. Chị chúc các em sẽ thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Đến đây thì thời lượng của tạp chí Tuổi Hoa tuần này cũng đã hết rồi. Thế nãy chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào tạp chí Tuổi Hoa tuần sau.